Ơi, nhà ơi, hôm nay ăn mì tôm nha cả nhà. Mì tôm là em ăn mì tôm đã gần gần 40 năm rồi đó cả nhà. Không, được 40 năm đâu, từ lúc 10 tuổi là ăn rồi, bây giờ là gì 30 năm. Tại vì 10 tuổi mẹ có cho ăn mì tôm không muốn nhớ. Nhưng mà chắc cũng gần 40 năm đó cả nhà. Thì bây giờ mì tôm không có lúc nào cũng phải có trong nhà nha, cái lúc mà bận rộn mà không có nấu cơm được á thì em ăn cơm, em toàn là em nấu là nhiều. Vì mình thích ăn những cái khẩu vị như thế nào á thì mình tự mình làm nó sẽ ngon hơn, chứ còn mua mua ở bên này á thì người ta nấu với nó bị lai á cả nhà, nó không có đúng cái mùi của Việt Nam, nó chỉ có hơi tí tí giống thôi, nó không có đúng. Nhưng mà ăn món Việt Nam thì phải ăn đúng với cái món Việt Nam mới ngon, nên nhiều khi là em nấu thì nhiều, một mình em cũng nấu nữa. Nhưng mà hôm nay buổi sáng thì em lại ăn ăn mì tôm. Ăn mì tôm nó dễ dễ ăn hơn, tại vì đồ ăn ở bên Đài Loan á, đồ ăn sáng của nó toàn là hamburger nè, rồi mấy cái bánh bao bánh mì không có cả nhà, nên khó nuốt lắm, nên mình ăn như vậy nó có nước. Nhưng mà em bật mí cho cả nhà nha, có cái dĩa rau là thấy hấp dẫn rồi nha cả nhà. Nhưng mà ăn mì tôm không phải mì tôm không đâu nha, có thịt gà nữa nè cả nhà. Tấm băng nhà thấy ngon không? Khổ lắm, cả nhà ăn mì tôm có cả tô thịt gà thôi. Rồi sẽ có một cái ly trà đá ở nhà tự nấu luôn á cả nhà. Cứ 3-4 ngày là cái nấu một bình to á, cái bắt đầu để trong tủ lạnh đây. Hồi lúc trước em cũng có bán nước á, em bán nước á ở trên đằng trước quán nè. Nhưng mà bây giờ là từ cái ngày mà năm dịch á thì em đã ngưng tới nay rồi. Nhưng mà bây giờ thì vẫn trà thì cũng không có nấu những cái mà món bán nữa, là bây giờ là chỉ có nấu trà mình thích uống thì mình nấu một thùng bự rồi mình để đó, thì mình uống hết thì mình lại nấu nữa thôi đó. Nhưng mà giấc trưa thì cũng có chuẩn bị chè cho đấy nè, chè chè chắc chuối chưng cái này là trưa, trưa thì mình nấu lại nấu cơm, còn bây giờ là mình ăn sáng. Cả nhà hãy dùng bữa sáng của em nhé, rau răm. Có cái dĩa rau là hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy chưa? Tăng tàn đủ thứ rau sống hết nha cả nhà nha. Tí tô nè, dưa cá nè, rau răm nè, rồi cái gì mà cái lá thôi không biết ăn luôn. Cộng dài quá đây quá đã, ăn mấy chục năm rồi mà cũng không ngán. Nhiều khi sợ ăn nhiều không tốt lắm, nhưng mà nhịn nhịn rồi cái lúc đói là cũng thèm nữa. Gà mà mua con gà màu vàng á cả nhà, ở bên đây nó kêu là im im mì chia, nó tập thể dục hay sao mà nó dai đó. Không biết nó có tập thể dục không đó, mà nó dai mà nó ngon dễ sợ.
Chỉ có khách hẹn thôi. Khách giảng lai tại vì nhiều khi trời mưa lạnh hết á, người ta làm biến ra đi ra làm đẹp đó. Nhưng mà đói bụng là người ta cũng đi kiếm ăn nha. Ở bên đây á, nó như Việt Nam của mình vậy đó. Ở ngoài đường toàn là quán xá thôi, nên muốn ăn cái gì á chạy đi ra là có. Coi mình muốn ăn ở quán nào thì mình đi. Chứ kế bên thì quán Đài Loan, quán mì Đài Loan ngon lắm, rồi kế bên lại quán cơm Việt Nam. Công ty nhiều, lại vừa gần chợ nên rất là tiện cả nhà. Mua nước mắm, nước tương, khô, cá Việt Nam rồi cái bên đi qua là có rồi. Gà nó tập thể dục hay sao á ta ơi. Có nhiều máy á, mọi cái bên nó có thấu bạc là tao dồn.
你拿那另外那个跟这个不一样，你到底你选一个，不要拿那么多，然后。啊，好了，这个简单好了。嗯。这个有圈圈，这个。哦，你到底要怎样啊？它说出来会变这样子，我不知道，它就如果它就是什么颜色，我染上来就是，就是这样子。啊，你要这个的话，你就去买相对个来染。 你不可能说你拿给我，你叫我染成这样子。好了，嗯，什么时候我过来？哎，妹妹，你跟有时间，下次我会找。明天呢？明天是礼拜一，如果那就可以吗？六六日满了。哎，六日满了，不然的话礼拜一。礼拜二，礼拜一也有。礼拜二可以吗？下次我看。 好好好好好。No rồi đó cả nhà, sống rồi đó. Xin chào cả nhà nha, cả nhà ơi, hôm nay vừa ăn sáng xong mà gặp cái cô khách đi vô rồi lấy cây lược chải đầu, rồi hỏi rồi đi rồi cả nhà. Mà hôm nay trời mưa trời lạnh nữa thì chắc biết là hôm nay cái tiệm khách như thế nào rồi nha cả nhà. Sáng sớm thì vô chải đầu rồi. Ê, đừng đổi thừa người ta, đừng đổi thừa người ta trước. Sáng sớm trời mưa rồi trời lạnh nữa rồi tập người đi vô rồi ngồi chải cái đầu rồi đi rồi cả nhà. Thì hôm nay mình chắc héo rồi đó. Thôi thì em mai chuẩn bị em dọn mấy cái này. Đây chắc cái lượng xong mình để đầy đồ đi luôn. Thôi xin chào cả nhà nha. Em ra clip em dừng tại đây nha cả nhà. Thì bây giờ em đi dọn dẹp cái này thì bắt đầu nói cho cả nhà. Hôm nay thời tiết vậy khách khứa không biết sao chứ bây giờ là em đi xuống em rửa chén xong rồi cái bắt đầu em mới cuối cùng
chưa? Thì hôm nay vắng khách không biết, nhưng mà bây giờ là em mới mở cửa, em mới ăn sáng thôi mà cả nhà. Thì mình nói vậy đi, hôm nay không biết là đắt khách hay vắng khách, nhưng mà mình chuẩn bị cơm ăn sáng đi, rồi mình chuẩn bị cơm trưa đi, rồi rất giấc trưa mà có khách không có khách gì đó mình cũng không có đói. Chứ ngày thường thì giấc trưa chưa kịp nấu cơm á cả nhà, rồi cái khách nó cứ vô liên tục làm tới tối luôn, cái không có ăn được. Thì bây giờ không biết là chưa có hay không có, bây giờ mình chuẩn bị cái buổi cơm trưa đi, rồi á chưa có khách không có khách gì mình không cần biết, dù mà có nhiều thì mình cũng không cần, mình không muốn có sợ đói. Ở ngoài mưa quá cả nhà, em xin dành tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà ơi, nếu thích xem video và ủng hộ em, cả nhà hãy cho em xin được like, share và được đăng ký kênh nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.